đến với channel Nám với tôi nha. Mình sẽ quay cận cảnh là bốn chiếc máy cải tiến cùng các cùng trục lớp tới đất ở trên đồng nha các bạn ơi. Rồi đây nó chạy lên, mình sẽ quay cho mấy bạn xem nè. Rồi nó vô nghỉ hay gì. Rồi chút nữa nó ra mình quay cho mấy bạn xem nha. Rồi nó bắt đầu chạy mấy bạn ơi. Quá dữ rồi. Nước rồi kìa. Đó mấy bạn thấy vậy chưa. Mấy cải tiến là phải gì mới chạy mấy ngon mà mấy bạn ơi. Quá mạnh. Bốn chiếc mà chạy gì là mấy bạn biết rồi. Bên này nó đang chạy xuống không ơi, bị kinh khủng không các bạn ơi. Bên này là nó chạy sập sập nước không ạ. Để nó chạy xuống mình quay cho các bạn xem rõ hơn nha. Nó xuống gần tới mình nè các bạn. Đó, các bạn thấy nước dẹt chưa? Cái này thì nó hơi xa nên mấy bạn nhìn chưa rõ, xíu nữa nó tới gần là mấy bạn nhìn cực kỳ dữ. Đó, tài xế để hai tay trên đó luôn, không cần kịp lái luôn, rất là tiện lợi. Đó là cái gì chưa. Quá dữ luôn mấy bạn ơi. Mấy chiếc này thật sự nói mình lội xuống nước như thế này mình không thể nào mình theo kịp nó đâu mấy bạn. Chạy quá nhanh này. Rồi bên kia có một chiếc nó đang đậu nè mấy bạn thấy chưa. Chiếc này chắc lên hút thuốc cái thì xuống là sẽ làm cho mấy bạn xem luôn. Bốn chiếc nó chạy kinh lắm mấy bạn. Đảo qua đảo lại là hết một con đất đó.
quá đất rồi. Đó là thấy chưa, ở bên kia nói chung là bên cạnh bên kia chục xe rồi máy xới máy cày có hơn cả chục chiếc đó mấy bạn. Nè các bạn nhìn thấy không, đó nhìn qua gì là lự chân nè. Chiếc đang chạy tới, mình sẽ quay cho mấy bạn xem nè. Đó, chiếc này là của bác tài xế già, nhưng mà với tay lái thì không có già đâu nha mấy bạn. Vừa dày dặn kinh nghiệm mà vừa bạo nữa. Trời hơi ui ui lạnh giống như là trúng mưa nha mấy bạn ơi.